Xin chào các bạn và anh chị đến kênh của Hiếu Nguyễn ngày hôm nay nha. Hôm nay thì có khoảng một thời gian rất là lâu rồi mình mới trở lại vườn của anh Khởi. Thì một dịp là mình đi Tam Ngãi, Cầu Kè, nên là mình đi ngang vườn của anh Khởi á. Thì mình cũng xin phép anh Khởi để anh em mình vô tham quan vườn dừa. Thì hôm nay em sau 6-7 tháng là do dịch Covid nên là cũng hai anh em cũng lâu gặp á anh Khởi. Thì bên cạnh đó thì cũng có anh chị xem trên kênh mà kênh dừa hỏi em rằng là có đi ngang vườn dừa của anh Khởi á, thì nhờ em hỏi giùm anh Khởi là về cách đầu ra của dừa mình khi mà trồng dừa sim á, thì không biết đầu ra nó có thuận lợi hay không. Thì ở đây cũng cũng nhờ anh Khởi cũng chia sẻ với anh chị xem clip dừa anh Khởi, được không anh Khởi? Dạ được. Rồi bây giờ mình cùng đi tham quan rồi vô nhờ anh Khởi cũng chia sẻ cái thương lái mình bán dừa có thương lái mua anh Khởi. Dạ dạ. Dạ. Rồi giờ mình đi tham quan hả Khởi? Dạ. Ở đây em thấy khi mà các bạn thấy là cái vườn dừa ở phía sau á, ở phía sau đây nè là dừa sim lục á. Dạ. Trái hầu như em thấy là trái rất là sai và nó hình như là cao hơn hồi năm trước khoảng một phát anh Khởi. Dạ đúng anh, cái dừa này thì nó càng lớn thì nó càng cao nhưng mà nó vẫn thấp hơn những cái loại dừa tam mình. Dạ. Hôm nay thì em cũng qua được tới cái vườn á, anh Khởi cũng nhờ anh chị cũng nhờ anh chia sẻ bây giờ thấy cái đầu ra cái những người mà trồng dừa. Dạ. Như là anh chị mà trồng dừa á. Dạ. Thì nói chung là nông dân của mình á, trồng dừa trồng cái gì cũng phải cần cái đầu ra. Dạ. Thì bây giờ anh thấy cái loại giống dừa sim mình á, trồng cái đầu ra nó có dễ không anh? Dạ để em chia sẻ. Tại vì nói chung là người nông dân á, người ta cái quan điểm người ta là thích trồng dừa ta. Có nghĩa là bán dừa nạo không được thì bán dừa khô. Còn cái dừa này á, thì chủ yếu là bán dừa nạo không à, không có bán dừa khô được tại trái nó nhỏ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chẳng đây mình cũng chia sẻ là cái cho mà mọi người mà tại vì trên cái thời đại bây giờ thời đại 4.0 rồi, mình mua bán cái gì á là cũng là tận dụng cái từ cái internet mà mình nó cái công cụ làm cái công cụ hỗ trợ cho mình đó. Ví dụ như bây giờ bà con bác mà muốn bán dừa thì mình cái trên cái kênh Facebook mình á có cái hiệp hội dừa Bắc Trung Nam đó. Ví dụ như mình muốn bán mình có loại dừa gì hoặc là dừa gì hoặc là dừa sim lục, sim xanh, sim này kia đi á, thì mình cứ đăng lên cái hiệp hội đó. Ví dụ như người ta gần ở đó, người ta nhiều khi mình không đăng lên á, người ta không có biết mình có dừa, thì mình đăng lên hội đó thì người ta nhiều khi người ta gần ở đó, người ta sẽ biết mình ở đó, người ta đến vườn mình người ta mua. Bây giờ cái thời đại bây giờ nó hiện đại rồi, nó 4.0 rồi. Cái em thấy trồng dừa, em thấy hầu như là dừa sim lục hay gọi là dừa sim á. Dạ. Thì em thấy hình như là đạt hiệu quả rất là cao. Dạ. Mà có cái hồi lúc đầu có lương duyên gì không mà anh Khởi lại chọn dừa giống dừa sim để trồng anh Khởi? Dạ, tại sẵn đây em cũng chia sẻ luôn. Tại vì nói chung là ngày xưa là lúc em làm ở Sài Gòn á, thì em tìm hiểu cái thị trường. Thật ra là cái thị trường mà Sài Gòn á, người ta rất thích uống dừa sim nước ngọt đó. Rồi sau một thời gian đi làm á thì em mới về quê, em mới lập nghiệp, em mới trồng nghiên cứu trồng cái loại dừa sim lục này. Cái loại dừa sim lục này đặc biệt cái nước nó là ngọt hơn tất cả các loại dừa kia. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thị trường bây giờ đa số á, nói chung là người dân người ta bây giờ nói chung là nó phát triển rồi, ta chỉ cần cái ngon, cái ngọt là người ta thích. Chứ cái thị trường dừa ta nói chung thì nước nó nhiều nhưng mà thật ra cái chất lượng nó cái độ ngọt nó không có bằng cái dừa sim lục này đó. Cái thật ra cái thị trường ở Sài Gòn á, thì cái nhu cầu Sài Gòn đến Hà Nội với Hà Nội là cái nhu cầu dừa sim lục này là nhu cầu cần rất là cao đó. Rồi sẵn đây em đi dẫn anh đi mà thưởng thức dừa sim lục của vườn em luôn. Dạ. Dừa này cao rồi phải bắt cái thang mới hái tới quá. Dừa này hôm nay nữa hơn 6 năm rồi. Dạ.
Dạ đúng vậy anh. Chạy. Thưởng thức cây dừa sim lục. Cây chuẩn của cây loại dừa sim lục là nó tầm khoảng ký 2 ký 3 ký 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 1 ký 2 nè. Cây dừa. Đó. Nhiều người nói dừa sim lục trái nhỏ, không phải, thật ra là nó mình cái khâu chăm sóc mình nó quan trọng lắm anh. Anh chăm sóc mà nó thiếu phân hoặc là thiếu nước nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng trái của nó nữa. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình phải thường xuyên mình dọn cho cây dừa. Tại vì cây dừa sim lục này nó tầm khoảng 20 đến 25 ngày là nó ra lưỡi mèo rồi. Đó. Thì cái mình phải thường xuyên dọn cái mô nang cho nó sạch sẽ, đừng sâu á, cho nó đừng có ăn cái bông á, thì cái tỷ lệ đậu trái nó cao. Chứ mình trồng mình bỏ, mình ít có dọn á, thì cái tỷ lệ mà đậu trái nó thấp lắm, sâu nó ăn á. Như anh coi mấy cái dừa của tụi em nè, em dọn cái mò nang rồi nó sạch sẽ hết nè. Đó. Bây giờ sâu nó không có ăn trái, nên là cái tỷ lệ đậu trái của nó là cao. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vào mùa nắng á, thì mình phải tưới nước cho nó thường xuyên. Khoảng mà 5 bữa đến 7 bữa là mình phải tưới cho nó một lần. Đó. Như này là hôm gà em tưới cách này khoảng 3-4 bữa rồi nè. Chắc khoảng 2-3 bữa nữa là em phải tưới nữa. Đây tới Tết là phải tưới 2 lần nữa mới được. Mình ăn Tết mình cũng phải cho cây dừa nó ăn Tết theo mình nữa. Đó. Rồi, để em đặt cây dừa cho anh xem. Đây, trái dừa này nó đầy một ca nước này nghe anh. Đó. Cái ca nước này là một chai bia mình là đầy. Đó. Mà nó bằng khoảng chai bia mình đó. Chai bia là khoảng 350 không? 330, dạ, 330 nè. Nè, em mời anh. Cái trái dừa của vườn của em nè, trái nè, cái trái dừa nó tròn nó đẹp. Chủ yếu là cái kỹ thuật mình chăm sóc cho nó tốt là trái dừa nó nè, thấy không? Đó. Cái kỹ thuật trồng dừa này á, thì em có mà tí nữa em sẽ chia sẻ cho em coi cái nội dung, em có soạn sẵn cái nội dung trên em mình ra rồi, ví dụ mai mốt mà bà con là muốn mà có nhu cầu mà trồng dừa hoặc là hỗ trợ kỹ thuật gì đó, em sẽ gửi cái đó trên cái kênh của Zalo đó. Mình có cái Zalo đó, em gửi cái phần đó ra cho mà mọi người cùng tham khảo. Rồi sao giờ uống dừa đi anh. Chơi à? Uống cây dừa này nó mát nhỉ, nó khỏe á. Cái nước dừa này á, là cái nó cũng trên báo đồ á, là cũng để là cái tăng cái sức đề kháng cái cơ thể mình đó. Dạ, ví dụ như trong mùa dịch này mình uống dừa là cũng dạ, có tốt. Lợi sức khỏe của anh ạ. Đúng rồi, tốt cho sức khỏe, dạ. Tăng cái sức đề kháng mà cho cơ thể mình đó. Cái nhất, cái thứ hai nữa là mấy người mà đa số chích ngừa Covid đó là họ cũng thích uống nước dừa đó. Đừng cho nó mát cái cơ thể mình á. Cho có nhiều người ta chích nóng á, cấp trước cũng mấy có mấy người kia kìa chích ngừa xong cái điện hỏi em kêu em cắt dừa bán cho họ đừng họ là chích ngừa xong là cơ thể bị nhiệt á, đúng rồi, uống dừa đặng cho nó thanh nhiệt mát luôn. Cho nó mát lại nó hạ cái nhiệt lại. Dạ, hôm qua bà kia mới kêu chặt cho bà mấy buồng dừa để bà uống, bà nói bà mới chích ngừa bà nóng quá. Thì mới mà đốn cho bả mấy buồng để bả uống, bả nói chích ngừa bả nóng cơ thể. Mùa nắng này là uống dừa là mát, nó khỏe cơ thể. À,
em thấy cái trên cây cái dừa của trên cây dừa của anh á là cái có nhiều dừa khô đó, là anh chừa lại đặng chắc cũng làm giống hay sao anh coi. Dạ, mấy cái dừa khô này em để giống ai ai mà bà con nào mà có nhu cầu hả chậu. Bên đây nè, một hai quả luôn hả? Dạ. Dạ. Anh Khải có thể mình như là bà con mình muốn tìm hiểu về kỹ thuật trồng giống á, dạ. Trồng dừa á, dạ. Rồi anh có thể chia sẻ không anh coi? Dạ, sẵn đây thì em cũng có sẵn cái cuốn này, cái này là cái kỹ thuật, cái kinh nghiệm trồng dừa của em. Dạ. Đó. Trong đây là nó có nội dung từ cái khâu chọn giống, rồi phòng trị mà chuẩn bị đất, rồi phòng trị cách bón phân này kia, với phòng trị sâu bệnh đuông rồi đó. Dạ. Em có tấm là cái loại trồng dừa này là trồng dừa chung hay là dừa có phân loại cái nói chung là cái này là loại giống dừa, cái này là chung luôn anh. Dạ. chung tất cả các loại dừa đó. Cái dừa này em nghiên cứu theo cái thời gian mình đúc kết cái kinh nghiệm mình á, mình soạn trong cái này nè. Vậy là cái kinh nghiệm trồng dừa của anh là nó nằm ở trong cái quyển sách này. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mai mốt mà bà con nào muốn trồng mà muốn hỗ trợ cái kỹ thuật gì á thì em gửi cái bản này nè, cái cuốn này nè, cho bà con người ta tham khảo. Vậy là bà con mình muốn tìm hiểu được kỹ thuật anh là phải liên hệ qua cái số Zalo hay nào? Dạ. Thì sẵn đây em cũng là cho cái địa chỉ cái vườn của em á, là địa chỉ là ở ấp Bưng Lớn A, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại của em là 0908 944 268. Đó, bà con có nhu cầu cần hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn hoặc là dừa giống gì đó thì liên hệ với em. Em sẽ hỗ trợ cái phần đó. Rồi sau cái khâu mà trong khi mà cái khâu mà bà con có dừa, hiện tại có nhu cầu dừa mà có nguồn dừa tươi á, thì em sẽ hỗ trợ cái phần đầu ra, tìm cái đầu ra cho bà con mình trồng. Em cũng cảm ơn anh Khải cũng chia sẻ nhiều thông tin về kỹ thuật trồng dừa, rồi cái khâu mà chăm sóc của dừa, thì em không biết nói gì hơn, thì em cũng cảm ơn anh. Rồi năm cũ, năm bước qua xanh mới, gần tới Tết đến rồi. Yeah. Em cũng chúc anh Khải là nhiều sức khỏe, rồi gia đình cũng an khang thịnh vượng. Yeah. Rồi trồng dừa thì càng xa trái hơn. Yeah, dạ, cảm ơn. Sẵn đây thì năm hết Tết đến, thì sẵn đây em cũng gửi lời chúc anh với bà con trồng dừa, với anh em cô bác mà thương lái mua bán dừa, năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Trồng dừa thì sai trái bán được mà nhiều tiền, mình xây nhà mới đẹp hơn, khang trang hơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh Khải nha. Rồi cảm ơn bà con mình đã xem clip nha.